Được gửi tới quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể các nghệ nhân, nghệ sĩ và quý khán giả lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính toàn quốc lần thứ 2 tại Cao Bằng thành công rực rỡ. Sau đây, chương trình tham gia liên hoan của đoàn Thái Nguyên xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình, độc tấu đàn tính và múa then, tiết mục khúc nhạc then sưu tầm và thể hiện nghệ nhân Bích Hồng cùng tốt múa.
để tiếp nối chương trình, Ngọc Chiến xin gửi tới quý vị làn điệu then Câu Then Hội Xuân, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tình. Tin chú bữa cầu yên thương sâu.
đất lâng lâng, tê thái thành thêm cung ba hầu, dài chỉ cắt thô cầu bình an, tê tháo tha về nam đã đổi. Thank you.
hậu đăng quý, hân độc lập tự do. Thank you.
cháu Long Thị Vân Anh. Bằng Bác Bó Làng Sen, sáng tác Hoàng Hoa Cương, do cháu Nguyễn Thị Huyền Trang 10 tuổi, học sinh lớp 5C, trường tiểu học Lương Ngọc Quyến, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên biểu diễn. Thank you.
Cháu Nguyễn Bình Nguyên, 9 tuổi, học sinh lớp 4A2, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, xin trình bày làn điệu then Cao Bằng, Trăng soi đường Bác, sáng tác Hoàng Hoa Cương. Cháu lúc lăn năm mươi.
lường chẳng cô phu cổ phung đầy cung lại cố tay đầy tay đã cô đắng đảo bình hoa cô toàn giả phú quý. Lầu Pụt và Mố Pụt đã khép lại chương trình biểu diễn của đoàn hát then tỉnh Thái Nguyên. Xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị. Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho tập thể đoàn hát then Thái Nguyên được gửi tới quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả lời kính chúc tốt đẹp nhất. Chúc các quý vị luôn tràn đầy sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.